Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh. Trong đó thì sử dụng phương án xét tuyển bằng học bạ được lựa chọn với tiêu chí khá lớn. Theo đó, nhiều trường đại học phía Bắc đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức này. Năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh như năm ngoái, gồm xét tuyển thẳng, xét học bạ và xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu xét tuyển bằng học bạ, thí sinh phải có tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 hoặc 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 18 trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 môn và điểm ưu tiên nếu có. Học viện báo chí và tuyên truyền tuyển 30% chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển học bạ, cách tính điểm xét tuyển có sự khác nhau giữa các ngành. Trường Đại học Mỏ Địa Chất cũng sử dụng phương thức xét học bạ với tỷ lệ 6 đến 10% trường đại học luật hà nội tuyển sinh theo nhiều phương thức trong đó bao gồm phương thức xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông các trường đại học giao thông vận tài trường đại học văn hóa hà nội trường đại học điện lực học viện chính sách và phát triển trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội học viện phụ nữ việt nam cũng xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông